Nhật Khánh kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Nói Kết Yêu Thương. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng chương trình Nhịp Tim Việt Nam thuộc tổ chức Vina Capital Foundation thực hiện. Thưa quý vị, theo thống kê, mỗi năm nước ta có hơn 10.000 trẻ em sinh ra mắc bệnh tim bẩm sinh và phần lớn những trường hợp này rơi vào những gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Bởi vì chi phí phẫu thuật tim là vô cùng lớn, những trái tim non yếu hàng ngày vẫn chịu đựng nỗi đau bệnh tật không cách nào chữa chạy. Chúng tôi hy vọng thông qua chương trình, nhiều tấm lòng nhân ái sẽ tìm đến những trái tim non lỗi nhịp. Và ngay bây giờ, kính mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình kỳ này. Kính thưa quý vị, hiện tại thì Nhật Khánh đang có mặt tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh, một trong những bệnh viện trong suốt thời gian qua đã có sự phối hợp chặt chẽ và kịp thời cùng với Nhịp Tim Việt Nam để hỗ trợ phẫu thuật tim cho những em bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn. Và ngay bây giờ trong số phát sóng của chương trình Nối Kết Yêu Thương kỳ này, thì Nhật Khánh xin mời quý vị hãy cùng theo cho Nhật Khánh chúng ta đến gặp gỡ, thăm hỏi một số em vừa được phẫu thuật xong để xem là các em có cái sự hồi phục như thế nào sau ca phẫu thuật quý vị nhé. Sinh con ra được hơn 2 tuần tuổi, chưa hết mừng vui, chị Phạm Thị Nhung quê ở Bình Thuận đã bàng hoàng khi hay tin con mắc chứng bệnh tim bẩm sinh, chi phí phẫu thuật khoảng 150 triệu đồng. Với đồng lương công nhân của hai vợ chồng, cộng thêm thời gian qua công việc bị ảnh hưởng do dịch bệnh, để có đủ tiền điều trị cho con gần như là điều không thể với gia đình. Khi đang chơi với giữa dòng, gia đình chị Nhung như tìm thấy được chiếc phao cứu sinh khi nhận được sự giúp đỡ kịp thời của Quỹ Nhịp Tim Việt Nam. Để hôm nay, em Trần Ngọc Gia Nhi đã có lại được trái tim khỏe mạnh. Do hoàn cảnh mà gia đình khó khăn quá với lại dịch bệnh không có đi làm được, khi phát hiện được bé bị bệnh tim thì rất là hoang mang. Lúc mà em phát hiện là bệnh tim giống như kiểu suy sụp luôn vậy đó. Giống như lúc mà em ban đầu là tưởng bé không bị bệnh tim đâu, mà đi khám bác sĩ kêu bà bị tim nặng lắm rồi. Em về em suy sụp tinh thần luôn, với lại không biết tiền đâu mà mổ cho con cả. Khi mà biết được có nhà tài trợ thì gia đình em rất là vui và cảm ơn khi mà tài trợ cho dành em để cứu con em. Và rất nhiều hoàn cảnh trẻ em không may mắc bệnh tim bẩm sinh khác cũng đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời của Quỹ Nhịp Tim Việt Nam trong thời gian qua. Cùng góp tâm sức vào hành trình chữa lành những trái tim non, từ năm 2010, sau khi trở thành đại sứ Quỹ Nhịp Tim Việt Nam, nghệ sĩ Hồ Thanh Vân thông qua chương trình gây quỹ thường niên Vết Sẹo Cuộc Đời với sự đồng hành của các mạnh thường quân đã cứu được hơn 2.500 trẻ em nghèo bệnh tim bẩm sinh. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, dự án Vết Sẹo Cuộc Đời buộc phải tạm ngưng, nhưng nghệ sĩ Hồ Thanh Vân cùng ca sĩ Trương Phạm vẫn đóng góp với tư cách cá nhân để có thể tiếp tục cứu chữa cho nhiều hoàn cảnh trẻ em không may, cũng là trao cơ hội để các gia đình sớm ổn định cuộc sống. Dạ, thực sự là ngày hôm nay rất là vui vì lâu rồi chúng ta mới có thể cùng nhau ngồi lại đây để mà thăm các bé khi mà mọi thứ đang dần ổn định trở lại. Và đặc biệt hơn chắc có lẽ là cái sự hồi phục của các bé, thì bác sĩ Ban có thể chia sẻ về cái tình trạng của các bé. Thì hiện tại bốn bé ở đây sau khi phẫu thuật thì mình có cái chẩn đoán như thế nào về cái sự tiến triển của bé ạ? Bốn bé ở đây thì đã mổ tim và sức khỏe của em bé rất là ổn định sau khi mổ. Đặc biệt là những em bé có bệnh tim bẩm sinh phức tạp như bé Trung Kiên này, thì em bé đã trải qua 2 lần phẫu thuật và 1 lần phải đặt máy tạo nhịp. Dị tật của em bé nó rất là phức tạp và may mắn là đã sửa chữa hoàn toàn cho em bé rồi. Tim em bé đã trở lại như một em bé bình thường và nhịp tim cũng đã ổn định. Bốn bé sức khỏe đã ổn định và có thể xuất viện, và chỉ cần theo dõi sự phát triển, hồi phục của em bé về sau. Chị Vân ơi, chị có thể chia sẻ cảm xúc của chị lúc này như thế nào khi mà gặp được các bé và cảm nhận được cái sự hồi sinh của các bé không ạ? Thì ngày hôm nay quay trở lại bệnh viện và nhìn các bé với cái sự hồi sinh và sau cái những cái buổi phẫu thuật thành công, các bé lại được về nhà, thì nó lại cho mình giống như là một cái năng lượng mới, một cái sức sống mới và một cái niềm hy vọng mới. Tại vì cũng quá lâu rồi mình không thấy được những cái nguồn năng lượng nó tích cực như thế này. Và nhìn các bé ngày hôm nay là vẽ rồi ngủ rất là ngon, rồi mình cảm thấy là
trong suốt cả 2 năm đó thì Vân vẫn đau đớn, Vân vẫn cứ mong và vẫn cứ lo, mặc dù không có mặt tại chỗ, cũng không có đích thân được đến thăm các bé như là buổi ngày hôm nay, nhưng mà cái lo lắng và cái suy nghĩ của mình luôn luôn vẫn hướng tới và mong như thế nào con để dịch có thể qua nhanh và qua sớm để tụi mình có thể quay trở lại và làm lại những cái hoạt động để cứu các bé. Thế còn cảm xúc của anh Jun như thế nào? Lúc nãy thì Nhật Khánh quan sát thấy là Jun là rất là gần gũi các bé, là nâng niu các bé trên tay, chắc hẳn là mình cũng cảm nhận được rõ ràng cái nhịp tim của các bé như thế nào, đúng không ạ? Jun cũng gắn bó chị Vân tất cả các chương trình đó. Cũng như chị Vân nói thì 2 năm qua cũng là 2 cái năm rất là vất vả đối với xã hội ở đất nước nữa. Nên cái việc mà Skyfly không thể làm những cái buổi đấu giá từ thiện cho các bé thì đây là một tổn thất cho các bé trong 2 năm vừa qua. Thì năm nay thì chỉ có chị Jun và chị Vân có thể chỉ là dùng cái sức của mình bao nhiêu thôi, nên chỉ cứu được trên dưới 20 bé thôi, nên cũng không có thể, cũng không là số lượng lớn, nhưng mà mình cứ nghĩ là số ít, nhưng mà khi đến đây thấy các bé vui vẻ, khỏe mạnh, da thì cũng hồng hào á, cũng biết yêu thương những cái người mà như là bà mình này kia nọ, mình rất là cảm động và chỉ hy vọng là dịch qua mau để những cái chương trình của chị Vân có thể comeback, cho đưa quay trở lại thì mình mới có thể cứu được nhiều em bé hơn. Dạ, chị Vân ơi, như vậy thì ngày hôm nay chị có thông điệp nào bên cạnh là mình chia sẻ cùng với gia đình của các bé, thì mình cũng mong muốn là cộng đồng những mạnh thường quân đồng hành cùng với chúng ta sẽ tiếp tục chung tay để mà cùng mang đến những cái trái tim, những cái nhịp đập hồi sinh cho các bé mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn không ạ? Bản thân Vân từ xưa tới giờ cho chính bản thân mình thì Vân rất là chú trọng vào cái việc rằng là cho và nhận. Thì cái việc cho và nhận là một cái việc cần có để cân bằng cái cuộc sống. Cho ở đây không phải là nhất thiết phải cho một cái gì đó nó lớn lao lắm đâu. Đôi khi cho đi một nụ cười cũng là cho. Cho nên đối với bản thân Vân thì bằng một cách nào đó nếu có thể thì mình hãy cho đi. Cái nhận lại giống như Jun vừa nói, nhiều khi nó lại là những cái vô hình mà nó lại làm cho mình thật sự hạnh phúc. Thì cái hạnh phúc đó mới là cái hạnh phúc đích thực trong cuộc sống của mình. Thưa ông Rát, ông có thể chia sẻ rằng cái dự kiến kế hoạch của Nhịp Tim Việt Nam trong năm 2022 như thế nào để chúng ta có thể tiếp tục đồng hành với các bé mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn hay không ạ? We are going to try to have another Scar of Life event this year after two year hiatus because of COVID-19. We did 600 or 700 surgeries this year during the lockdown, or last year during the lockdown. And this year we hope to get back on track and do close to 1,000. But we continue to attract donors from all over the world. We'll continue to work through the sources that we have in the past. We'll continue to work with the hospitals who do incredible work. We will continue to do what we do and do it well, do it better, do it more thoroughly, and do it with more people all over the world. Xin được cảm ơn những chia sẻ của ông rất là nhiều. Dạ cô ơi, cái cảm nhận của cô lúc này như thế nào khi mà cháu nội của mình, bé Kiên, vừa được hỗ trợ phẫu thuật mà ngày hôm nay mọi người lại cùng nhau đến đây để mà thăm hỏi như thế này nữa ạ? Tôi là bữa nay thấy cháu nó mạnh khỏe là rất là mừng, rất phấn khởi. Bởi vì cũng tôi là bà nội thay thế cho cha mẹ, có lời cảm ơn các mạnh thường quân. Tôi rất cảm ơn chân thành, sức khỏe cháu bình an là tôi rất vui, rất mừng. Thì cũng mong rằng đây cũng sẽ là một cái động lực để tất cả chúng ta mình có thể tiếp tục cái sứ mệnh của mình và cùng với tất cả mọi người, cộng đồng những mạnh thường quân đã đồng hành cùng với Nhịp Tim Việt Nam sẽ chung tay cùng với chúng tôi để chúng ta tiếp tục hành trình của mình trên cái sứ mệnh mang đến trái tim khỏe mạnh cho những trẻ em không may mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền đất nước. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Nơi Kết Yêu Thương xin được phép khép lại. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. 100% đóng góp của bạn vào chương trình Nhịp Tim Việt Nam sẽ được sử dụng trực tiếp giúp phẫu thuật cho trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh. Mọi chi tiết xin liên hệ Nhịp Tim Việt Nam số 14E21, đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức. Điện thoại 028 3827 8787. Website vinacapitalfoundation.org.